Chị bỏ kính cho mình. Để nát. Chào bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đi sửa cây nhé các bạn nhé. Tem No 2 các bạn. Đáng nhẽ phải dán ngược chiều như này, dán kiểu này, đặc kiểu gì. Ôi kệ nó, xuôi ngược kệ nó. Đây, bộ cây chúng ta đây. Không hiểu là có đạp chân vào không vỡ đấy các bạn. Trắng trăng, trắng chiếc, úi xa. Có nghĩa là cái cây này đã từng qua No 2 sửa chữa hoặc đã từng qua No 2 mua đồ. Vì vậy là có cái tem ở trên này các bạn này. Khách hàng tiện thì các bạn có thể gọi. Đây là cái quảng cáo của ngày xưa, khoảng 5-10 năm trước hay làm. Và những cái đề can này thì mình cũng đã in khoảng 3-4 năm rồi. Tháo tạm cái vỏ ra nhé, tháo tạm cái vỏ vỡ ra trước. Ôi, cái mùa hè này ngồi quay video mà cháy cái bố hết mỡ. Người thì có gầy cho bà. Đâu chứ. Đây, ta sẽ ngắm sơ bộ. Đây, chúng ta sẽ cùng ngắm sơ bộ sau đó chúng ta cùng test nhé. Ồ, con này mua mên. Đây, các bạn nhìn này. Cái mên được bán ngày mùng 4 tháng 2 và bảo hành đến ngày mùng 4 tháng 3. Chắc là chỉ có duy nhất mên nhà Tùng thôi, còn tất cả chúng ta không nhìn thấy tem đâu cả. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi test xem nó bị lỗi cái gì nhé. Ok. Các bạn để ý nhé, khi mà có Vega đằng sau này này thì các bạn kết nối với Vega đằng sau này để cho nó xuất hình. Vì nhiều bạn mua cây về cứ cấm vào đây này thì nó không lên hình. Lại đổi là người ta bán Vega đều cho khổ thân ra. Chúng ta cùng nhau bật nguồn. Ồ, chạy bình thường này. Kiếm cái bàn phím á. Ồ, lên hình các bạn kìa. Đây, lên hình này, tắt điện đi. Lên hình này. Bàn phím này thì nó phẳng nút cam đốc. Ồ, lỗi win này các bạn. Lỗi win hoặc là cái định dạng của cái ổ sai nhé. Cái này không có cái gì gọi là quan trọng. Nó liên quan đến phần mềm. Đây, đang loát này. Chúng ta đợi tí. Trong quá trình đợi thì chúng ta sẽ đánh giá sơ bộ cây này. Ở đây chúng ta thấy là led thì một chột một què này các bạn. Què hết rồi. Với dạng fan led này 30.000 này ấy, thì rơi vào khoảng một năm, hơn một năm là chột què hết. Một nguồn Colormutter, à không phải, nguồn Symatec. Đây, 300W này. Với dòng Symatec này nhá, thì chúng ta chỉ lên chạy với chip i3 và không lên có những cạc màn hình và cũng không lên chạy với chip i5 quá nhiều và các thứ thì cái nguồn này nó sẽ rất dễ bị sụt áp nhé. Một SSD kinh tởm, chúng ta chưa bận tâm đây là hàng fake hay hàng không fake nhé. Một HDD 160GB, con này bây giờ khoảng hơn 100.000 và gần như là thị trường đã ngừng kinh doanh và ngừng bán cái dòng này rồi. Một chiếc cạc Vega GTX 730 2GB RAM 5, giá thị trường bây giờ sẽ rơi dao động vào là 900-950, có nơi lên đến 1 triệu thậm chí hơn nhé. Một cái mên Pegatron, đây cái dòng mên này này các bạn, nó đang bị cháy trên thị trường nhé. Gần 2 tháng nay cái dòng mên Hàn Quốc này chưa về đến thị trường Việt Nam và nó đang cháy. Cái dòng mên này khá bền. Tiếp theo là Cebu, trong này thì mình chưa xem là Cebu gì. RAM 2 thanh 4GB này thì bây giờ dao động vào khoảng là ngót nghét 300.000 một thanh. Các bạn có thể cộng vào, vỏ cây này thì vỡ rồi, chúng ta bỏ qua. Đây các bạn xem này, chúng ta đã ngồi ăn tục nói phét, cộng chém gió rơi vào khoảng gần 1 phút mà nó không thèm vào win. Ở đây chúng ta thấy có thể đây là cái trạng thái bị gọi là treo logo hoặc là loát không thể vào win được. Bây giờ chúng ta sẽ phải cùng nhau khắc phục cái lỗi này. Cái khắc phục đầu tiên dễ nhất chính là nó do bị lỗi win hoặc là lỗi ổ cứng. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi thay thử. Các bạn hình dung một cách đơn giản ra như sau. Quá trình mình thay ổ cứng, sau đó mình phân tích tiếp cho các bạn nhé. Ổ cứng thì các bạn phải lấy một ổ có win ok, cộng và đang chạy ok, các bạn thay vào thôi. Đây, đảo sang thì để các bạn test. Vì vậy là rất nhiều bệnh mà các bạn không có đồ thay thử ý. Các bạn bảo anh ơi, anh chỉ cho em sửa như nào. Thì câu cửa miệng mình nói với các bạn là không làm được thì thuê, không thuê được thì xin, không xin được thì thôi, hết đường. Vì vậy là không làm được thì thuê, mà không tự tay được thì là các bạn đi ra các bạn thuê thợ cho nó nhanh. Chứ mần làm gì, đừng nói là mần để lấy đam mê, mần để lấy kinh nghiệm. Thời gian đó các bạn dành cho đầu chân gồng tay sóc óc tưởng tượng nó ra tiền nhiều hơn. Việc gì phải khổ vậy. Xã hội phân công rồi.
đừng có làm hết mọi việc là được. Ui giời, thôi này, tháo ra này không đút được vào, bao sử dụng một lần. Ok, chúng ta xem cái ổ nhà Tùng có bị như vậy không. Trong quá trình phân tích và cũng là quá trình chờ đợi. Ok, chúng ta đợi nó lên hình nhá, sau đó chúng ta sẽ tính tiếp. Đây, lên hình rồi nhá, các bạn đếm dây cho Tùng nhá, bắt đầu nhẩm đến dây nhá. Ở cái tình trạng treo logo như này này các bạn, thì nó có những nguyên nhân như sau. Cái đơn giản nhất, úi dồi, quạt nó chém, đây quay đây cho anh. Cái đơn giản nhất chính là do lỗi ổ và lỗi phần mềm. Đây, enter vào cái này các bạn, nhìn này. Đấy, bắt đầu từ giây phút này chúng ta sẽ xem là nó lâu hay nó nhanh. Úi dồi, suốt ngày bị quạt chém cánh tay. Đây, được chưa? Cái đơn giản nhất chính là lỗi ổ cứng và lỗi Windows. Thì mình đang thay cái ổ cứng và thay cả cái hệ điều hành khác ở trong cái ổ cứng này vào rồi. Nếu đang quay mà dừng video mà úp video luôn cho các bạn thì có nghĩa là quá trình ăn tục nó phép là không thành công. Có nghĩa là cái này chỉ đơn giản là lỗi ổ cứng và lỗi Windows. Đầu tiên là cài lại Win trên ổ này trước, nếu không được thì thay ổ cứng. Nhưng có vẻ là Windows và ổ cứng không giải quyết được vấn đề này. Cái thứ hai gặp ở trường hợp này chính là thiết bị ngoại vi trong quá trình khởi động không thể khởi động thành công. Thiết bị ngoại vi ở đây là cái gì? Có nghĩa là tất cả cái gì được cấm lên cái bo này này đều là thiết bị ngoại vi, trừ cái nguồn nuôi cho nó. Các vega lỗi sinh ra bệnh đó, RAM lỗi sinh ra bệnh đó, mặc dù tỷ lệ của nó rất thấp, rơi vào khoảng 1-2%. CPU lỗi sinh ra bệnh đó, mặc dù tỷ lệ của nó cũng cực kỳ thấp. HDD lỗi cũng sinh ra bệnh đó. Tất nhiên, trừ cái thằng đó là fan led lỗi thì thực sự là chưa gặp bao giờ. Có một trường hợp nữa chính là main bị lỗi cũng sinh ra bệnh đó. Bây giờ thì chúng ta có thể khẳng định với nhau một điều, đó là không hề liên quan đến ổ cứng dẫn đến tình trạng trên. Vậy bây giờ để sửa được cái bệnh treo đơ này này mà quay cả ngày không vào đến Win này này, thì chúng ta sẽ có những cách đơn giản như sau. Cách đầu tiên đó là các bạn để ý, mình sẽ mô tả từng thứ một nhé, nhưng mình sẽ làm theo kiểu ngược lại. Cách đầu tiên, các bạn rút Vega ra, rút một thanh RAM ra, sau đó để nó chạy. Nếu nó lên được thì các bạn cấm từng thứ ngược lại một, cấm RAM vào trước, sau đó cấm Vega sau. Nếu cái nào ở tình trạng mà bị treo đơ thì các bạn tập trung đó là một thay hai sửa cái thiết bị đó. Nếu không được chúng ta tiến hành thay main và CPU. Nhưng trước tiên thì chúng ta để ý là có những cái thiết bị nào mà các bạn rút ra không hề ảnh hưởng đến cái quá trình đó là xuất hình ảnh ra ngoài đây. Ví dụ là rút một thanh RAM, rút cái Vega và rút ổ cứng như mình. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ rút thử cái ổ cứng này ra, xem liệu là chúng ta có được hết treo đơ không nhé. Bây giờ các bạn cùng nhau đếm. Có rất nhiều cái tình trạng, đó là cái tình trạng check lúc khởi động. Có nghĩa là khi khởi động nó cần check một thiết bị, mà khi kiểm tra thiết bị đó xong thì nó mới cho vào Win. Cái trường hợp này hay gặp ở laptop, và nhiều con laptop nó check pin CMOS. Có nghĩa là lên hình tất cả bình thường, vào BIOS dùng tất cả bình thường, nhưng không có pin CMOS sẽ không cho vào Win. Đó là cái dòng laptop Acer. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử nhé. Ui dồi ôi, không bật quạt, nóng quá các bạn ơi. Tít rồi đấy các bạn. Đây, nó báo Win nhá. Chúng ta sẽ phải cùng nhau chờ đợi xem là mất bao nhiêu thời gian để nó vào đến trong Win. Ôi, xuống đây đã này. Được chưa? Ok. Đây là một bộ cây khá phù hợp để cho các bạn chơi những cái game như LOL, FIFA và CSGO. Về cả PUBG bản Mobi cũng như PC, quan trọng nhất là con CPU phải đạt được cái hiệu suất là i3 hoặc i5 hoặc i7. Nhưng với những cái main Pegatron này và với những cái main hai khe RAM mà H61 hỗ trợ tối đa là 32GB RAM thì ít khi người ta nấp chip i7 ở đây. Các bạn để ý này, ở đây có một cái nhược điểm. Đây là dây SATA, không phải là dây SATA chất lượng cao, mà chúng ta cấm vào cái cổng SATA 3 này này thì cái chất lượng tốc độ khi chúng ta chạy Win nó sẽ bị giảm đi khoảng một nửa nhé. Thì đơn giản là một cái ổ SSD này này, khi mới mà còn ngon thì cái tốc độ của nó khoảng 500. Mà khi các bạn chạy bằng cáp thường này, các bạn test bằng phần mềm ấy, thì cái tốc độ nó chỉ khoảng 200. Có nghĩa là cái tốc độ xử lý và cái tốc độ load vào Win đã bị giảm đi một nửa nhá. Vì vậy là ưu tiên các bạn thay cáp trước.
Ok. Ồ, vẫn chưa loát được vào kìa. Lâu chưa không? Bằng cái cũ chứ nhỉ? Ồ, vừa nói xong thì vào này. Cái ổ của mình ý, cái ổ của mình ý, thì nó là đã qua quá nhiều cái cấm đi cấm lại. Vì vậy là cái tỷ lệ lỗi win của nó rất cao. Chính vì vậy là nó sẽ mất thời gian hơn ở cái bước đầu tiên, đó là bước check. Đấy, bây giờ ok rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến như này là ok này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau reset lại và xem nó có nhanh hơn hay không. Nếu nó nhanh hơn thì là đơn giản là ổ cứng khác đã gây cái tình trạng đó là bị treo đơ và không thể sử dụng. Bây giờ chúng ta reset nhé. Ồ, cho anh mượn con chuột cái. Đây, bây giờ đơn giản nhất là sau khi mà đã check hết vị thì chúng ta sẽ reset. Xem, đây tắt rồi nhá. Tắt đèn đi. Của Ngô Tất Tố. Bây giờ chúng ta sẽ xem là vào win nhanh hay không nhá. Nếu vào win nhanh là lỗi ổ nhá. Nhưng biết đâu được là nó chỉ là một sự tình cờ may mắn. Nhanh hơn cũ, nhanh hơn rất nhiều lần rồi đúng không các bạn? Thấy chưa? Vậy là chúng ta có thể khẳng định được lỗi cái ổ này dẫn đến tình trạng, đây đây, quay đây, lỗi cái ổ này, lỗi một cái thiết bị ngoại vi dẫn đến cái tình trạng là bị treo đơ. Vì vậy khi các bạn sửa máy tính, bất kể một thiết bị ngoại vi nào, khi các bạn nghi ngờ các bạn có thể rút ra, hoặc các bạn có thể thay thế thử nhé. Thay thế thử, có cái rút ra thì nó vẫn chạy, còn có cái bắt buộc phải thay thế thử. Chứ không phải là các bạn bảo anh bảo rút ra để xem nó có lỗi không, sau đó rút hết RAM, rút hết CPU ra cấm để đợi máy nó lên hình, nó không có đâu ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cấm nó vào và chúng ta reset lại một lần xem nó có bị chậm hay không. Lúc nãy khoảng mất 15 đến 20 giây các bạn có thể thấy được đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thử xem là nó sẽ mất khoảng bao nhiêu giây. Ui, mùa hè này cứ quay được cho các bạn một cái video là toát hết cả mồ hôi đít. Ô, hình như nó treo luôn này, đã reset lại rồi. Chúng ta cùng nhau chờ đợi ở cái đoạn mà nó loát vòng tròn này. Đây các bạn nhìn này, đấy cái chữ nó bị đơ một đợt giây này. Chúng ta sẽ đợi ở cái đoạn loát vòng tròn này xem nó có mất nhiều thời gian hay không. Nếu nó bụp bắt đầu luôn thì là có thể lỗi ổ cứng, lỗi các thứ khác, lỗi cái gì đó. Nhưng thường là lỗi về vấn đề Windows và vấn đề ổ SSD. Còn nếu nó không vào được thì chắc chắn là thằng này băng hàng. Và mình cũng không có đủ thời gian để cho nó chạy thử một ngày xem nó có vào không đâu nhá. Nhưng nếu các bạn có thể vào đốt thì các bạn có thể ấy được, test bằng cách là vào Windows Mini. Nếu vào được Windows Mini bị chậm thì chắc chắn là ổ cứng bị treo. Cái này mình gặp khá nhiều ở các SSD rồi. Đến đây có thể đưa ra kết luận nha các bạn. Cũng khoảng 30 đến 35 giây rồi, chúng ta có thể đưa ra một kết luận chốt chỉnh khoảng 99%. Tại sao không dám nói 100% thì để cho mình một đường lui. Đó là cái bệnh treo đơ của bộ cây trắng như ngọc trinh này là do cái ổ cứng này có vấn đề. Nó còn 2-5% nữa chính là do cái nguồn 300W này này. Sau khi thêm một cái ổ cứng, nó bị sụt áp dẫn đến tình trạng là bị treo đơ. Nhưng cái xác suất đó rất thấp. Cái xác suất đó mình có thể thay thử nguồn vào luôn. Tí nữa thì mình sẽ thay thử. Nhưng với kinh nghiệm của mình thì cái tỷ lệ đó là khá thấp. Các bạn có thể thử bằng một cách đơn giản là rút bỏ cái Vega này ra. Vì cái công suất tiêu thụ của cái Vega cao hơn cái ổ cứng. Nếu rút Vega ra mà vẫn bị treo đơ như vậy thì là do ổ cứng nhá. Đây, vẫn treo này. Nói sái mồm nó không chịu vào win này. Ok, vậy là của chúng ta rất đơn giản, ném ổ cứng đi, bao nhiêu phin viết cái này coi như về với trời đất. Cảm ơn các bạn. Và đây là kênh YouTube mới của No2, rất mong các bạn ủng hộ.